chín vàng ươm. Và các bạn còn chờ chờ gì nữa? Hãy cùng nhau xuống dưới ruộng thôi. Về với vùng Lật Dương, Tiên Lãng, Hải Phòng vào những ngày tháng 6, bạn sẽ thấy không khí vui vẻ tấp nập trên những cánh đồng. Đây là lần đầu tiên mà tôi làm cái công việc đồng áng như thế này. Vâng. Giữa cái nắng của trưa tháng 6 và cùng với một cái công việc đồng áng như thế này thì tôi mới hiểu được sự vất vả của những người làm nông. Chị ơi, em thương chị lắm. Như thế này thì mới nhớ đến một cái câu hát ngày xưa về hạt gạo làng ta, chị nhớ không? Hạt gạo làng ta có vì phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt ngào hôm nay. Thôi thì bây giờ gặt lúa xong rồi thì bây giờ mình đi làm nghề khác nhá. Làm nghề gì nữa? Một nghề cũng rất là thú vị mà những người nông dân họ sẽ làm trong lúc nông nhàn. Đi thôi. Chiếu Lật Dương từ lâu đã nức tiếng một vùng vì đặc trưng sản phẩm bền đẹp lại mềm và thơm. Dạ, chồng. Chiếu làng mình là khác các làng khác thế nào hả bác? Làng khác là chiếu làm không làm máy, làm thủ công cho. Làng mình là làm chiếu lâu lắm rồi đấy, bác nhỉ? Từ đời của ông cha các cụ ngày trước rồi. Đến giờ là trăm năm, mấy trăm năm đấy. Bác ơi, cháu thấy làm việc này cần phải có hai người không? Lúc nào cũng phải có hai người để làm được. Một ngày nào làm sao được. Thế hai bác cho bọn cháu thử nhá. Hoặc mà tao giữ chặt cái này nhá. Vì muốn đổi vị trí làm việc nên Trung gặp khó khăn trong việc đưa cói vào, trong khi công việc của Hương lại dễ như trở bàn tay. Áo này để làm gì? Để cho chúng tôi tránh màu nhuộm chiếu. Đây có lẽ là màn trình diễn ấn tượng nhất trong quá trình làm chiếu và chúng ta vừa được xem. Chiếu được đưa vào hấp 30 phút và chúng tôi đều hồi hộp chờ đón sản phẩm xem có điều gì đặc biệt. Khi mà hấp xong thì chiếu có gì khác so với hôm trước khi cho vào? Khác nhiều chứ. Màu. Wow, các bạn thấy không? Màu chiếu vừa hấp xong thì có màu sắc rất là đẹp và tươi như thế này. Còn Trung thì đã chọn được chiếu rồi và các bạn khi mà mua chiếu thì nhớ mua một đôi nhá. Thưa ơi, cháu đi đây.